Trước sự đoàn kết của nhiều quốc gia trên thế giới để đối phó Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đã trình làng lựu pháo tự hành mới có khả năng bắn mọi địa hình. Liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran, Mỹ tiếp tục làm trung gian cho Israel và Morocco bình thường hóa quan hệ. Động thái được cho là để tạo liên minh đối đầu với chính quyền Tehran. Cũng tại Mỹ, nhân chứng kinh hoàng về vụ nổ súng bên ngoài nhà thờ New York. Các thông tin về môi trường, giáo hoàng Francis cam kết Vatican sẽ trung hòa carbon vào năm 2050. Tròn 5 năm thỏa thuận khí hậu Paris, nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg, chúng ta vẫn còn cơ hội. Đây là FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, mới đây quân đội Trung Quốc đã trình làng một loại lựu pháo tự hành bắn mọi địa hình mới, được cho là có khả năng cơ động vượt địa hình. Các phương tiện tấn công mới lần đầu tiên chính thức được nhìn thấy trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, cho thấy chúng được thử nghiệm trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở một khu vực chưa xác định ở miền đông Trung Quốc. Đoạn phim cho thấy các khẩu pháo 122mm được gắn trên lưng xe bọc thép Dongfeng Mengxi 6 bánh đã được sửa đổi. Theo các chuyên gia quân sự, Mengxi chính là câu trả lời của Trung Quốc đối với hung vi của quân đội Mỹ. Vừa qua, Mỹ đã tiếp tục làm trung gian cho Israel để bình thường hóa quan hệ với Morocco, và Morocco là quốc gia Ả Rập thứ tư bình thường hóa quan hệ với Israel trong vòng 4 tháng qua. Trước đó, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Bahrain và Sudan cũng đạt thỏa thuận với Israel trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tạo liên minh chống Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ lên mạng xã hội Twitter ngày 10 tháng 12, hai người bạn tuyệt vời của chúng ta là Israel và Vương quốc Morocco đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao, một bước đột phá to lớn cho hòa bình ở Trung Đông. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả dấu mốc hòa bình lịch sử này cho thấy mối quan hệ ở khu vực Trung Đông đang ấm lên. Ông cũng cam kết sẽ lập đường bay trực tiếp giữa hai nước. Ai Cập và UAE cũng đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và Morocco. Cùng lúc, ông Trump cho biết đã ký tuyên bố công nhận chủ quyền của Morocco đối với khu vực Tây Sahara, điều chưa từng có quốc gia phương Tây nào thực hiện trước đó. Cũng tại Mỹ, mới đây một nghi phạm có vũ trang bị cảnh sát bắn hạ sau khi người này nổ súng trong đám đông bên ngoài nhà thờ St. John the Divine, New York. Phát ngôn viên sở cảnh sát New York Edward Riley cho biết tay súng đã bắn vào cảnh sát nhưng không sĩ quan hay người qua đường nào bị thương. Cảnh sát bắn trả kẻ tấn công và khiến y bị thương nặng. Nghi phạm chưa xác định danh tính đã được chuyển tới bệnh viện. Hầu hết những người có mặt tại hiện trường đều hết sức bàng hoàng về vụ nổ súng này. Theo bà Judy Romer, người có mặt trên khán đài cho biết, tôi đã bị sốc đến mức chân của tôi đã bị đóng băng. Tôi đã chạy như điên khi nhận ra rằng đây là một vụ bắn súng thực sự đang diễn ra. Bà Romer tìm thấy chỗ nấp đằng sau một trong những chiếc ô tô gần đó, trong khi các nhân viên bảo vệ giúp những người khác trốn bên trong nhà thờ. Theo một phóng viên của Reuters, khoảng hơn 10 người có mặt tại hiện trường thời điểm kẻ tấn công nổ súng. Trước đó, màn biểu diễn âm nhạc thu hút đến hơn 200 người tới xem. Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy, nghi phạm mặc một chiếc áo khoác đen, đội mũ bóng chày, đeo khẩu trang in hình cờ Cộng hòa Dominica. Mỗi tay của y cầm một khẩu súng lục, tay súng đeo một chiếc ba lô lớn trên vai. Buổi biểu diễn âm nhạc là sự kiện công cộng đầu tiên của nhà thờ kể từ sau khi đại dịch COVID-19 tấn công thành phố New York. Thưa quý vị, mới đây theo NBC News, một cựu nhân viên của thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, vừa công khai trên Twitter ngày 13 tháng 12 rằng mình đã bị quấy rối tình dục trong nhiều năm. Những lời cáo buộc này đưa ra trong bối cảnh tổng thống đắc cử Joe Biden đang có ý định chọn ông Cuomo vào vị trí lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng một số nhân vật khác. Nhân vật đưa ra tố cáo là cựu cố vấn riêng Lindsay Boylan. Ngay sau khi có cáo buộc này, ông Cuomo đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc vô căn cứ của cô Lindsay. Theo cô Lindsay viết, tôi biết đến quấy rối tình dục ở chỗ làm lần đầu trong đời mình là khi mẹ tôi có được một công việc thực sự sau nhiều năm, còn tôi thì đang học cấp 3. Bà rất háo hức vì cuối cùng cũng có nơi xem trọng mình. Sếp của mẹ đã tìm cách quấy rối bà ấy. Mẹ tôi đã bỏ việc. Từ đó tôi tự hứa là mình sẽ không bao giờ để những người đàn ông như thế tiếp tục giở trò đồi bại. Tôi sẽ nỗ lực để có vị trí lãnh đạo để chấm dứt bạo lực, tham nhũng và bên vực những người yếu thế. Tôi rất phẫn nộ vì có một số người đàn ông như thống đốc New York Cuomo đã lợi dụng vị trí của mình.
Phản hồi về những lời tố cáo này, thư ký báo chí của ông Kiyomo cho biết đây đơn giản chỉ là những lời tuyên bố không có một chút sự thật nào. Cô Lindsay làm việc với ông Kiyomo từ năm 2015 đến năm 2018 trong vai trò phó chủ tịch điều hành tại Empire State Development và cố vấn đặc biệt cho thống đốc. Chuyển sang một thông tin về môi trường, thưa quý vị. Vừa qua, Giáo hoàng Francis đã khuyến khích các quốc gia vạch ra chiến lược giảm lượng khí thải carbon ròng xuống không và cam kết Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới, cũng sẽ làm điều tương tự vào năm 2050. Trong hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu hiện nay không chỉ liên quan đến môi trường mà còn về mặt đạo đức xã hội, kinh tế và chính trị. Trên tất cả, những điều đó đang ảnh hưởng rất tiêu cực đến cuộc sống của những người nghèo khổ nhất. Ngoài việc áp dụng một số biện pháp không thể trì hoãn lâu hơn nữa, cần phải có một chiến lược để giảm lượng khí thải ròng xuống không. Đức Francisco, người kể từ khi đắc cử vào năm 2013, đã ủng hộ việc bảo vệ môi trường và tuyên bố rằng thành phố Vatican, một thành phố rộng 108 mẫu Anh, được bao quanh bởi Rome, sẽ làm được điều đó. Ông cam kết với Vatican giảm lượng khí thải ròng xuống không vào năm 2050, cũng như tăng cường các nỗ lực quản lý môi trường và đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước và trồng nhiều cây hơn. Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ thỏa thuận Paris nhằm hạn chế sự ấm lên toàn cầu và nói rằng ông rất buồn trước quyết định rút khỏi thỏa thuận này của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tiếp tục là một thông tin về môi trường. Tròn 5 năm trước, hơn 190 quốc gia đã thông qua Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, mở đường để thế giới tiến tới một tương lai xanh hơn. Các mục tiêu tham vọng được đặt ra khi hầu hết các quốc gia đều cam kết sẽ nỗ lực để hạn chế nền nhiệt toàn cầu tăng dưới ngưỡng 2 độ C vào cuối thế kỷ 21. Tuy nhiên, sau 5 năm, hàng loạt các cảnh báo cấp bách về thiên tai khí hậu vẫn đang được đưa ra, trong khi các chính phủ vẫn khá dè dặt trong chính sách về khí hậu. Khả năng thực hiện được mục tiêu càng trở nên xa vời sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận, khiến nhiều người nhận định các mục tiêu được đề ra trong hiệp định sẽ bị bỏ lỡ. Đứng trước tình hình không mấy khả quan này, nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi Greta Thunberg khẳng định thế giới vẫn còn cơ hội. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh các yêu cầu cấp thiết trong giải quyết khủng hoảng khí hậu. Thứ nhất là cần đạt được sự trung hòa carbon toàn cầu trong vòng 3 thập kỷ tới. Thứ hai, phải điều chỉnh kế hoạch tài chính hóa toàn cầu, kế hoạch chi tiết của thế giới về hành động khí hậu. Và thứ ba, phải tạo ra được một bước đột phá để bảo vệ thế giới và đặc biệt là những người và quốc gia dễ bị tổn thương nhất khỏi tác động của khí hậu. Tới nay, tổng cộng 77 quốc gia, 10 vùng và hơn 100 thành phố đã cam kết thực hiện mục tiêu trung hòa khí carbon trước năm 2050. Ngoài ra, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu đang có sự góp sức tích cực của giới trẻ. Các cuộc biểu tình do giới trẻ phát động trong năm qua tạo tiếng vang lớn và góp thêm những tiếng nói quan trọng trong việc thúc đẩy hành động vì khí hậu. Nhà hoạt động trẻ tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg nhấn mạnh kỷ niệm 5 năm thỏa thuận Paris với một năm nóng nhất. Điều đó cho thấy cần phải hành động cụ thể hơn là lời nói suông. Chúng ta đang lãng phí thời gian và cần giải quyết quyết liệt hơn nữa. Thế giới đang phải đối mặt với những hiện tượng cực đoan chưa từng có xảy ra ở mọi vùng, mọi châu lục, với những vụ cháy rừng khốc liệt ở California, Mỹ hay Australia, các siêu bão trên Đại Tây Dương hay các trận nắng nóng lịch sử. 5 năm chưa phải là một chặng đường dài trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, đây là một dấu mốc quan trọng để thế giới nhận thức rõ về quyết tâm tăng tốc, không bỏ lỡ những mục tiêu quan trọng. Quý vị thân mến, vừa qua tại Kyrgyzstan, người dân nước này đã tập trung lại tại quảng trường chính của thủ đô Bishkek để nghe một Manasji kể lại sử thi Manas, một bài thơ dài nửa triệu dòng về lịch sử của quê hương. Trong buổi kể lại sử thi Manas, Andrulot Shidikov đang ngồi trên bục giữa quảng trường chính của Bishkek, nửa hát, nửa nói, mắt nhắm nghiền. Cảnh tượng Shidikov trong trạng thái như xuất thần, mặc trang phục truyền thống của Kyrgyzstan và đội mũ lông thú trông có vẻ hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, mọi người dân Kyrgyzstan đều biết rằng anh ấy đang đọc lại sử thi Manas, một bài thơ dài nửa triệu dòng về lịch sử của quê hương họ. Và anh ấy là một trong những Manasji, những người kể chuyện chuyên nghiệp đã truyền lại nó qua nhiều thế hệ. Sử thi được kể lại tại nhiều sự kiện công cộng, bao gồm cả tại các cuộc biểu tình chính trị cuối cùng. Lật đổ chính phủ Bishkek 2 tháng trước đưa chính trị gia dân tộc chủ nghĩa Sadi Japarov lên nắm quyền. Tháng trước, anh Shidikov, một Manasji nổi tiếng, đã đưa ra một thách thức để quảng bá nghệ thuật của mình bằng cách đọc lại sử thi Manas không ngừng trong hơn 14 giờ trên quảng trường Alazu của Bishkek. Các Manasji khác đã thực hiện những kỳ công tương tự, với một người đọc thuộc lòng bài thơ trên đỉnh núi cao 4.000 mét so với mực nước
nước biển. Chiến dịch quảng bá sự thi Manas Kolesnikov trùng hợp với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc trong xã hội và chính trị Kyrgyzstan. Ngay cả trước khi Japarov lên nắm quyền, một phong trào cánh hữu đã trở nên nổi tiếng với cái tên Kirkcharo 40 hiệp sĩ là một từ dùng để ám chỉ đến sự thi Manas. Quý vị thân mến, khi Nhật Bản công bố tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19 trong năm nay, người dân đã được khuyến khích dọn dẹp nhà cửa của họ để tiết kiệm thời gian. Nhiều người đã ghi nhớ và thực hiện rất tốt thông điệp đó. Và kết quả là thị trường hàng đã qua sử dụng second hand của đất nước này đang bùng nổ. Bà Mitsuko Awama, một bà nội trợ 71 tuổi, là một trường hợp điển hình. Trước đại dịch, bà thường dành nhiều thời gian đến phòng tập thể dục, nhưng sau khi bận rộn ở nhà và dọn dẹp tủ quần áo quá thường xuyên, bà đã quyết định chia tay những bộ kimono mà bố mẹ bà đã mua cho bà nhiều thập kỷ trước. Bà Iwama đã bán lại 22 bộ kimono với giá 4.000 yên, tương đương với 38 đô la Mỹ. Tôi nghĩ thật lãng phí nếu chỉ để những bộ kimono treo lên và nếu ai đó thuộc thế hệ trẻ mặc chúng, điều đó sẽ khiến tôi rất hạnh phúc. Bicell Technologies là công ty mà bà Iwama sử dụng để bán đồ cũ. Bicell đã thu thập hàng hóa từ nhà của người dân và bán lại trực tuyến. Đây đã và đang là một trong những nền tảng được hưởng lợi từ phong trào tiết kiệm trong đại dịch COVID-19 của đất nước. Số lượt mà Bicell đã ghé nhà của người dân tăng 31% lên 20.990 vào tháng 10 so với một năm trước. Công ty cho biết thêm rằng 3/4 khách hàng của họ ở độ tuổi 50 trở lên bán kimono, túi xách sang trọng và đồ trang sức. Tại Vương quốc Anh, hàng trăm người dân hôm thứ Bảy 12 tháng 12 đã đổ xô đến các đường phố nổi tiếng của London để mua sắm Giáng sinh, bất chấp đại dịch COVID-19. Các con đường như Regent và Oxford, vốn nổi tiếng về thời trang ăn uống, chăm sóc sức khỏe và lối sống, đã chật kín người xếp hàng để mua hàng. Theo những hình ảnh được ghi lại, nhiều người đã không đeo khẩu trang và không tuân thủ giãn cách xã hội. Một số đường phố nổi tiếng của London cũng đã được thắp sáng để đón Giáng sinh. Vào hôm qua ngày 13 tháng 12, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống thủ đô Bình Nhưỡng. Theo đoạn video do KCNA cung cấp cho thấy một Bình Nhưỡng đang chìm trong lớp tuyết dày, khiến cho người dân gặp một chút khó khăn khi di chuyển. KCNA cho biết thêm, hầu hết các khu vực ở phía nam của khu vực trung tâm đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày hơn 5cm từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương. Trận tuyết đầu mùa này muộn hơn 29 ngày so với thông thường và chậm hơn 13 ngày so với năm ngoái. Một ngôi làng bị bỏ hoang ở tỉnh Ajin Mukla của Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tổ chức nhiều cảnh đẹp vào các mùa khác nhau cho những người yêu nghệ thuật. Còn được người dân địa phương gọi là làng ma, làng Kayakoi đã bị bỏ hoang do sự trao đổi dân cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp vào năm 1923. Ngôi làng nằm ở huyện Fethiye của tỉnh này ngày nay thu hút sự chú ý của khách du lịch bất chấp dịch COVID-19 bùng phát. Ngôi làng mang một vẻ đẹp khác nhau vào mỗi mùa, càng trở nên huyền bí, đặc biệt là trong thời tiết sương mù. Cách nhiếp ảnh gia đến thăm ngôi làng trong thời tiết sương mù để ghi lại vẻ huyền bí của ngôi làng. Làng Kayakoi có khoảng 400 ngôi nhà, hai nhà thờ và một số nhà cầu nguyện. Đây là một trong những ngôi làng lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ với người dân chủ yếu là người Hy Lạp. Tại Malaysia, các biện pháp ngăn chặn đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến các hoạt động của vườn thú. Sau khi thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể do các hạn chế về du khách trong lệnh kiểm soát di chuyển có điều kiện CMCO ở nước này, Nejara, vườn thú đầu tiên và lớn nhất của Malaysia, đã có sáng kiến nuôi động vật để có thu nhập trang trải cho cơ sở vật chất của mình. Ban quản lý vườn thú muốn người dân Malaysia tài trợ cho một con vật bằng cách đóng tiền quyên góp hàng tháng. Negara được thành lập với sự hỗ trợ của chính phủ, được biết đến là vườn thú đa dạng nhất Malaysia với tổng số 5.137 động vật thuộc 476 loài từ nhiều quốc gia khác nhau. Vườn thú vẫn chưa thể tiếp nhận khách tham quan do lệnh giới nghiêm một phần ở thủ đô Kuala Lumpur kể từ ngày 14 tháng 10 đến nay. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.